nhưng mà dạo này mình không làm ấy nên như kiểu là đăng ký vào cái gì rồi vậy sao? Tôi cũng có bảo này vậy không? Vâng. Có. Vậy thì mấy người ấy thì không cho con nhà mày, không cho nhà mày ăn đi à, đi đem đi một chầu ấy nè. Vâng. Mình không có gì cho họ chớ ở này chờ ế để ăn đây. Đưa đi nó xây xước cái vậy người ta không thích, người ta sạch sẽ. Sạch sẽ nhưng mà cái này nó là cái quả quê họ vẫn quý chứ. Bây giờ người ta quý cái quê lắm. Vâng. Cái này mấy ông linh mục nữa à? Có hình như là có hai cha hay ba cha ấy, với hai thầy, là cái nhà mà mấy cha ở ấy là 5 người, còn nhà dòng thì 30 người. Hôm nào khi có người chùa chụp ảnh bảo ông cha cam cắm cảnh lắm, với hai ba cha gì đang cuốc đất hay làm cái gì. Vâng, úi rồi họ phải làm nhiều lắm vì mới mua đất phải không? Vâng. Làm đó đi. Này. Cũng như ông Chi được phải sửa sang nhiều thì nó mới đây như chú Chi thì nó còn là đất nền. Trên đấy bà không biết đâu, nó đồi núi mà nó dốc, nó toàn dốc ngược vậy này. Toàn dốc ngược thẳng đứng lên vậy này. Con neo đồi ấy, neo neo thẳng đứng ấy chứ bà. Xuống à, đi không cẩn thận là trượt luôn. Vậy chứ. Nhà ai khoan khoan thì không biết. Quá không quan rồi, suốt sáng rồi. Hình như cả chỗ quan đó ta thì có cái nhà cái cải nó có sửa thì con nó thì cưới con nó. Nhà chị nhà bác cải thì phải đi nùi ở đây chứ hả? Ừ, hay đây nó núi này nhỉ? Ừ. Đây. Núi như kiểu hay hay nhà bác Tuyên đấy không biết. Hay nhà bác Tuyên nhỉ? Nhà bác Hảo Tuyên nhỉ? Mẹ ấy à, khi mẹ bảo nấu chuối xanh á. Vâng. Chuối xanh nấu cái gì? Nấu thịt ra. Nhưng mà nó có ít nước xương mà con cho vào mà. Chứ còn cũng không có thịt đâu. Không có nhiều đâu, thì nước xương gỡ gỡ. Nhưng mà ngon lắm, nấu dẻo ngon lắm. Có ít ngô chín tí xôn cắt vậy mà ăn. Vâng. Đấy, ông ăn đấy rồi tí nữa ăn ăn bát canh chuối không cũng được, không cần ăn cơm nữa. Tối nay không cần ăn cơm nữa. Vâng. Ăn khỏe, sức khỏe nó mới lại được. Đã ốm rồi mà không ăn được thì chỉ sức khỏe chỉ đi xuống. Tuấn thôi. Này cái bệnh đó mà nhanh vậy chứ bây giờ ông biết nói ông đi ở đây đái cũng chẳng phải đâu mình gì. Nhưng mà phải nói to à? Nhưng mà bây giờ ông ấy biết. À đây nghe. Ngã như kiểu ngã xuống này để cái dây cái nhọn đập thôi biết cũng được biết cũng được bài không nhảm nhảm thì ông cũng chẳng ngày biết cái lời sao biết cũng được nhưng mà không phải hầu có cái kia là sướng à nhà bãi cái mát ấy nhà này bãi chẳng thấy ổ cái gì mát đang làm sức ăn sức uống rồi ừ. Khi làm cho nhà mình làm hơn nên bát nữa à. Hai ông bà ăn bao nhiêu nhỉ? Thì cái mát nó ở nhà ấy. Thì vâng. Cái mát cô không đi với chồng ấy. Vâng. Ừ. À là cái nhà đấy là của cô mát hay gì? Cô mát xây chứ à? Có nghẹn không? Nghẹn hỏi ông nhưng có không. Nghẹn không? Tôi chả nghẹn gì. Chắc cũng muốn đi ra ngoài nom ròm đấy. Bố mày vội về với bố mình. Bố con bảo là cái Ni chưa về, vậy thì ở đây chơi với ông nhá, bố về trước. Nhà không có ai. Quan này có mới là làm gì? Quan này à? Không, quan này không làm gì cả. Quan này con xin được ít cái quạt trần về rồi xong này sửa ấy. Cái thì còn chạy được, cái thì nó bị hỏng. Sửa được chưa? Sửa được rồi. Mấy cái quạt... Quạt trần nó ở cái chỗ nào? Nó ở bên ngoài được một cái với này mấy cái quạt kia thì chưa có chỗ nắp
tại vì nó này là cái quạt, nó là cái quạt cánh cánh ba cánh ấy, nhưng mà đấy, nhưng mà nó lại úp vào trên trần chứ nó không phải là quạt đứng. Nên là cái quạt đấy này không có chỗ nắp, quạt đấy là cái trần nó thấp thấp ấy. Thì không thấy được. Không, thế nó lại ngửa ngửa như cái mày, kia mày, kìa. Mày đi vắng mày quốc giáp không? Mày để qua anh mua. Có thì thoảng bà thử đôi thôi chứ, tại vì nó không phải dép mùa hè ấy. Dày ấy. Thì ai đi đám đỉnh người ta phải mua đây. Hôm mẹ con đi thì con bán được vài đôi. Mà nó nhiều, bây giờ nó nhiều hàng quá rồi. Vâng. Cơm ăn đây. Vâng. Ngon không? Không, đừng đi đâu nhé. Đi đâu không ai tìm. Không, đừng bảo vậy. Mà đi đâu thì phải bảo bà tí. Đừng chứ đi tí cũng được. Đi những ngã siêu ao này mình tỉnh phải. Thì bà đứng ở bên này bán là bà không nhìn ở bếp ở đó thì... thì vậy thì ông bảo bà thì có phải là hơn không? Nhớ mà bảo được chứ đã trả lắm. Đồng mấy gai này bao nhiêu tiền? 20 ạ. Bây giờ phải 30.000. À. Vâng. Cái hồi nọ bác chi về mua thì 20.000. À nhưng mà nó có loại loại to loại bé hay sao ấy? Vâng. Nhưng mà cái này đã mua đưa đi thì cũng phải mua loại to. Vâng. Chứ không mua loại bé. Con nhà mày này nó có ở nhà? Không. Mày bé lắm mà mày chầm ngủ à? Chầm ngủ mấy đêm mà mất ngủ thế không biết làm sao, không căng thẳng cái gì, không mệt mỏi gì mà sao nó lại không ngủ được? Vậy thôi đừng nói chuyện nó ra mắt rồi. Không phải quan này tự nhiên làm sao ấy, ban ngày cũng vậy, cũng không ngủ được. Mà người thì rất là mệt. Vậy là tối hôm qua con không làm mà con về nhà ông bà nội con chơi với chúng nó cả một buổi tối. Để chăng đứa nhà nào? Vâng. Tao chỉ bảo nó có lấy cái gì chúng mày chẳng biết được. Thì chúng lấy làm sao được, nó mình nhìn nó hết. Nó cơm như vậy. Nó cơm. Ngủ đi đừng nói chuyện nữa. Không, chỉ ngả. Tao nghĩ mày mệt không chứ không buồn ngủ. Không, chỉ ngả nâng tí thôi chứ còn cũng chẳng ngủ được. Để nấu canh cả bố ăn gì? Vâng. Mà tối mới ăn hay hả? Nhà con ăn cơm muộn hơn. 7-8 giờ mới ăn thì con cứ nấu. Nấu sớm mới nhớ con phải đi ấy, hay là con sang nhà ông nội chơi với chúng nó thì con sắp hết ở đấy rồi. Con cứ làm bữa rồi úp nồng bàn để đấy. Sáng vậy con làm bữa xong từ lúc 9 giờ rồi con đi làm. Mai này bố rồi con đi thì mày cũng phải cơm nước cho bố chứ. Mẹ đi vắng rồi, phải không? Vâng. Thì cũng phải cứ vừa coi nhà coi cửa mà đừng bảo gì bố mẹ mày đi. Vâng. Ăn vắt đi. Nhà cửa có gì coi đâu, con thì ở nhà lúc nào ở không thì con đi làm thì con hạ cửa xuống. Làm gì ai vào được, bên đấy nó có nhiều cửa đâu mà vào được. Bà đi đâu không dặn cái cửa đâu nhỉ? Không. Chẳng bảo gì bao giờ cả. Mẹ em đi Sài Gòn có ai biết đâu mà. Ở bên đấy vậy đấy. Bên đấy không ai sang nhà, ai không nói chuyện trò gì cả. Mẹ okay. Mày đi vào cửa giúp chị quân rơ đây suốt ngày chứ ra đi không nói gì. Không. Chẳng nhà ai biết nhà đấy. Bà đi thì cái đào nó biết chứ. Vâng, đi thì vào Sài Gòn thì biết chứ. Nhưng mà ý là ấy ấy, ý là xung quanh ấy, nhà cụ Yên hết thứ ấy. Đây là người nhà mình thì biết chứ. Thế dù vào Sài Gòn là họ nghèo lắm, cũng có cơm, họ đãi đâu mà, toàn đãi gì ấy, mẹ con bảo vậy. Toàn dẫn đi ăn phở, ăn nhà hàng, các thứ, không được một bữa cơm nào. Cô Hải với mẹ con thèm cơm quá, về nhà bác Dư nấu một bữa cơm. Cô Hải ăn một bát tô to mà cô Hải không bao giờ ở nhà, không bao giờ ăn được một đến bát thứ hai đâu. Chỉ ăn cái bát con, một bát con này mà vào trong đấy ăn một bát tô to.
kiểu thèm cơm của ai. Nhưng mà với bác Oánh nghĩ đến đi ăn vậy nó đắt đỏ, thử cơm nhà mà ăn cho thì vậy. Nhưng ở trong đấy họ không đi ăn, à họ không nấu. Ở trong đấy nhà ai cũng vậy, chắc một tuần chắc chỉ từ không được một bữa cơm nào, mẹ con bảo vậy, không được một bữa cơm nào. Gặp, đây gặp cái gì ăn cái đấy là ăn rồng ăn rải, không ăn cơm ra được, không ăn. Có khi họ tiếp mình về nhà này hít kiểu tiền hơn phải không? Không, họ không ăn ở nhà ấy bà. Mẹ con ở họ không ăn ở nhà. Nhà các ba con về nhà bác Dư bác Thứ cũng vậy. Ví dụ mẹ bảo họ bảo thổi cho tí cơm ăn thì chẳng đi này. Anh em nhà bảo ấy đi. Không đấy, vậy nên là về nhà bác Dư nấu này. Thèm cơm mà được bác Oánh cũng thèm cơm. Vậy là hay sửa ông Hải với ông Oánh mỗi người bác à, tô ông to. Đi à? Bác Oánh đi. Vậy thì bà ấy uống về để cho ăn mà đi. Có anh con